phòng tập huấn để chúng ta tiếp tục trao đổi với nhau ạ. Vâng ạ, thưa các thầy các cô, và như vậy thì chúng ta đang trao đổi tiếp với nhau là cái dạng thức thứ hai của các câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai ạ. Vâng, thì cái dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai thì các thầy cô đã biết là vừa rồi chúng ta vừa phân tích với nhau, đó là cái tính cấu trúc của nó, yêu cầu cần đạt đối với học sinh khi thực hiện dạng câu hỏi này như thế nào, và cái tính ưu việt của cái câu hỏi này, đúng không ạ? Là chúng ta có thể đo các thành tố năng lực khác nhau và chúng ta có khả năng đo cái mức độ nhận thức của cái thành tố năng lực đó. Và đặc biệt là cái câu hỏi này muốn xây dựng nó thì phải gắn với một cái bối cảnh cụ thể, đúng không ạ? Như tôi lấy một cái ví dụ như sau ạ. Ví dụ như là cũng là cái câu số 3 này, đúng không ạ? Chúng ta đang đo người học về cái năng lực đó là năng lực tìm hiểu địa lý. Nhưng cái mức biết của cái tìm hiểu địa lý là học sinh biết được cái gì, đúng không ạ? Biết hiểu được cái gì và vận dụng được cái gì, thì như vậy là chúng ta đang đo là cái mức cái năng lực tìm hiểu địa lý. Chúng ta đang đo cái này là năng lực tìm hiểu địa lý ở ba mức biết, hiểu và vận dụng của cái năng lực tìm hiểu địa lý. Và vậy thì cái vấn đề đặt ra ở đây đó là cái câu hỏi này là nó có cái, khi mà chúng ta thiết kế câu hỏi này thì nhất định các thầy cô phải, một trong những cái nhiệm vụ là chúng ta phải tạo ra bối cảnh, đúng không ạ? Và cái thứ hai là chúng ta phải xác định xem là chúng ta đang đo ở cái năng lực nào, và cái mức độ tư duy của cái năng lực đó thì phải thông qua những cái câu hỏi nào, thông qua cái cách hỏi như thế nào để chúng ta có thể đo. Thì đấy là cái mà yêu cầu khi mà chúng ta xây dựng câu hỏi này, tôi và các thầy cô xây dựng câu hỏi này, và đấy cũng là cái cách mà chúng tôi phân tích để khi mà chúng tôi xây dựng cái bộ câu hỏi ở trong trong quyển sách ôn luyện ạ. Thế vậy thì cái cách mà chúng ta tạo ra bối cảnh thì bây giờ chúng ta tạo bằng cách nào? Vâng ạ, cái dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai này thì cái khó nhất của chúng ta đó là phải tạo bối cảnh. Vậy thì chúng ta có những cái cách tạo bối cảnh như thế nào? Và trong cái bộ sách của chúng tôi thì chúng tôi đang sử dụng những cái, chúng tôi đang có những cái cách tạo ra bối cảnh để chúng tôi mang cái câu hỏi này đến đối với người học và muốn mang đến với các thầy các cô là những cái cách nào. Thì kính thưa các thầy các cô, là chúng tôi đang tạo ra bằng những cái cách như sau ạ. Cách thứ nhất là chúng tôi có thể cho một đoạn văn bản mô tả về đối tượng địa lý, về đặc điểm, về tình hình vân vân của cái đối tượng địa lý nào đó. Sau từ cái đoạn văn bản đó, ví dụ như đây tôi cho một cái đoạn văn bản như trên là về cái tình hình sản xuất lương thực của Việt Nam năm 2023 mà chúng tôi sử dụng, thì chúng tôi dùng tham khảo trong cái quyển, trong cái trang web của Tổng cục Thống kê. Về các thống kê năm 2023 thì có một cái đoạn văn bản người ta viết về trong cái báo cáo tổng kết ạ. Người ta viết về cái tình hình sản xuất lương thực ở Việt Nam như thế nào. Thì ví dụ như chúng tôi có thể tham khảo cái đoạn văn bản này. Hoặc là đối với cái, có thể chúng tôi tạo bối cảnh bằng bản số liệu thống kê. Vâng ạ, ví dụ như là chúng tôi có thể lấy số liệu thống kê ở trang các trang web của Tổng cục Thống kê, hoặc là trang web dân số trên thế giới vân vân, hoặc là World Bank, để chúng tôi lấy số liệu thống kê. Và từ cái số liệu thống kê này thì chúng tôi có thể đánh giá cái năng lực của người học, đó là năng lực tìm hiểu địa lý thông qua cái việc sử dụng số liệu thống kê. Vâng ạ, ví dụ như thế. Hoặc là lựa chọn cái biểu đồ thích hợp nhất để thể hiện cái số liệu thống kê trên, hoặc là vận dụng kiến thức kỹ năng đã học để giải thích các cái hiện tượng địa lý thông qua cái bảng số liệu thống kê. Tại sao cái này lại tăng, tại sao cái này lại giảm, tại sao cái này đang được chú trọng phát triển, và tại sao cái kia thì đang có tốc độ đang có xu hướng ngày càng giảm đi, hoặc nếu nó như thế này thì điều gì sẽ xảy ra, nó đang phải mắc với những vấn đề nào. Ví dụ như thế thì chúng tôi có thể một cái tạo ra bối cảnh bằng cách là chúng tôi sử dụng cái bảng số liệu thống kê. Chúng tôi có thể tạo ra bối cảnh bằng cách là chúng tôi sử dụng biểu đồ. Ví dụ như các thầy cô có thể nhìn thấy một số cái biểu đồ ở trong cái quyển ôn luyện của chúng tôi, hoặc là các thầy cô, khi các thầy cô thiết kế thì các thầy cô có thể sử dụng rất nhiều cái biểu đồ để mà chúng tôi có thể tạo ra bối cảnh cho người học, và thông qua những cái biểu đồ này thì học sinh có đưa ra được những cái nhận xét nào là đúng, phát biểu nào là đúng, phát biểu nào là sai liên quan đến cái biểu đồ như thế này. Thì đấy cũng là một cách mà chúng tôi đang tạo ra bối cảnh bằng những cách là chúng tôi sử dụng biểu đồ. Chúng tôi cũng có thể sử dụng cái đối tạo ra bối cảnh bằng cách là chúng tôi sử dụng sơ đồ, chúng tôi sử dụng hình vẽ để chúng tôi tạo ra bối cảnh. Vâng ạ, ví dụ như là khi hỏi về trái đất quay quanh mặt trời, đúng không ạ?
thì chúng tôi có một cái tạo ra một cái bối cảnh mà chúng tôi sử dụng cái sơ đồ, đúng không ạ? Độ dài ngày đêm, dài ngắn khác nhau ở theo vĩ độ vào ngày 22 tháng 6 và ngày 22 tháng 12 để chúng tôi đưa ra những cái phát biểu để xem học sinh có thấy là những cái phát biểu nào là đúng hoặc là phát biểu nào sai. Hoặc là chúng tôi có thể vẽ một cái hình vẽ hoặc là vẽ một cái cấu trúc về một cái sơ đồ nào đó để cho học sinh đọc hiểu được sơ đồ. Vâng ạ, để xem những cái phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai và có thể vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào để giải quyết, giải thích một số cái hiện tượng nào đó đang xảy ra ở trong cái sơ đồ đó. Thì kính thưa các thầy các cô là trong quyển sách ôn luyện là cái đối với cái dạng câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai là chúng tôi đang quan tâm tới cái cách thức tạo bối cảnh bằng kiểu như trên ạ. Kiểu là chúng tôi có thể mô tả bằng một đoạn văn bản, một đoạn thông tin. Kiểu 2 là chúng tôi đang sử dụng nhiều đó là bảng số liệu thống kê. Và kiểu 3 là biểu đồ và kiểu thứ 4 là sơ đồ và hình vẽ. Thì xin giới thiệu với các thầy các cô là cách thức chúng tôi đang tạo ra cái bối cảnh là như thế. Và tất cả cái bối cảnh này của chúng tôi đều có những cái trích dẫn cụ thể. Vâng ạ, và có những cái trích dẫn hoặc là những cái mô tả cụ thể. Đặc biệt là có những cái trích dẫn nguồn. Đấy là một trong những cái đặc khi mà chúng ta sử dụng số liệu thống kê, sử dụng hình vẽ, đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải trích dẫn nguồn, chúng ta lấy từ đâu để đảm bảo tính chính xác khoa học của cái nguồn thông tin vượt đến với người học. Thì đấy là cái cách mà cũng muốn gợi ý với các thầy các cô là chúng ta có thể tạo ra bối cảnh bằng cách như trên. Và tùy vào những cái cách thì chúng ta có thể, chúng ta đang ví dụ như là tôi lấy một cái ví dụ như này ạ. Là tôi cho một cái đoạn thông tin là năm 2023 sản lượng lương thực có hạn ở nước ta là 47,9 triệu tấn, tăng 0,8 tấn so với năm trước. Trong đó sản lượng lúa là 43,5 triệu tấn, tăng 795.000 tấn. Lúa đông xuân sản lượng đạt như thế này, lúa hè thu, lúa mùa, lúa đông xuân và lúa mùa. Chúng tôi trích dẫn từ trang web báo cáo tổng kết của năm 2023 của từ trang web tổng cục thống kê. Ví dụ như thế. Thế vậy thì bây giờ cũng muốn các thầy các cô là dựa vào cái đoạn thông tin trên, các thầy cô hãy thiết kế một cái câu hỏi trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai với đầy đủ 3 mức độ biết, hiểu và vận dụng. Và các thầy cô chỉ rút ra là cái yêu cầu cần đạt của các thầy cô đang muốn đánh giá là cái gì, thành tố các thầy cô đánh giá là thành tố nào, và cái mức độ nhận thức của các cái phương án trả lời gồm có những cái mức độ nào. Vâng ạ, và muốn các thầy cô chúng ta thực hành cái này trong khoảng 15 phút ạ. Sau đó thì các thầy cô sẽ đưa cái nhanh hơn thì sớm hơn thì càng tốt để chúng ta có thể nhau cùng nhau trao đổi là xem mình đang thiết kế như thế đã phù hợp chưa ạ. Vâng ạ, thế thì chúng ta các thầy cô thiết kế có thể ở các đầu cầu chúng ta có thể trao đổi theo nhóm cả của các nhà trường, và các thầy cô thiết kế cái câu hỏi theo những cái yêu cầu nhiệm vụ mà tôi đang đặt ra, sau đó thì chúng ta gửi lên ô chat ạ. Và thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau là cái việc thiết kế như thế thì đã đáp ứng được yêu cầu hay chưa, và chúng ta đang thiết kế như thế nào. Và xin mời các thầy cô chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ này ạ. Vâng ạ, tôi gợi ý các thầy cô nếu như chúng ta thiết kế cái phương án biết ở đây các thầy cô đang nhìn thấy là chúng ta đang sử dụng một cái bảng số, một cái bảng thông tin chủ yếu là số liệu thống kê, đúng không ạ? Vâng ạ, thế thì chúng ta đang đánh giá cái năng lực nào của người học thông qua cái việc bảng thông tin này, đấy là một câu hỏi đặt ra, đúng không ạ? Và cái thứ hai là trong cái năng lực đó thì nếu như chúng ta đánh giá ở mức biết thì là như thế nào, mức hiểu thì là như thế nào, và mức vận dụng ở đây thì là như thế nào, đúng không ạ? Thế thì các thầy cô chúng ta có rất là nhiều cách. Kính thưa các thầy cô là chúng ta từ cái bảng số liệu này chúng ta có thể tạo ra rất nhiều cái kiểu loại câu hỏi khác nhau, đúng không ạ? Có thể chúng ta cũng cái bảng số liệu này chúng ta có thể sử dụng cái loại câu hỏi đúng sai, cái dạng câu hỏi đúng sai chúng ta vẫn có thể thiết kế được. Chúng ta nhưng cái bảng câu hỏi này nếu chúng ta sử dụng cái loại đúng sai thì cái ngữ liệu của nó dài quá, thì cái câu đúng sai cái phương án nhiều lựa chọn ấy, thì cái ngữ liệu nó nhiều quá, thì như vậy nó sẽ mất nhiều cái thời gian đọc hiểu của học sinh, thì chúng ta phải cân nhắc. Nhưng nếu chúng ta sử dụng nó để làm câu hỏi trùng thì chúng ta có thể làm được. Kính thưa tôi sẽ hướng dẫn các thầy cô, cái gợi ý trong sách chúng tôi cũng gợi ý cho các thầy cô để xây dựng cái câu hỏi trùng. Nhưng nếu như chúng ta sử dụng cái loại câu hỏi mà đúng sai, thì cái câu hỏi đúng sai đó chúng ta phải xem rất là vậy thì chúng ta đang đánh giá cái thành tố năng lực nào ở trong cái năng lực địa lý. Và cái thứ hai nữa là nếu mức biết, mức hiểu và mức vận dụng thì chúng ta sẽ thiết kế như thế nào. Thì trên đây là một gợi ý của chúng tôi với các thầy các cô, đó là ví dụ như chúng ta có thể
đưa ra một cái ba cái bốn cái phát biểu như sau. Thứ nhất là lúa là cây trồng chính trong sản xuất lương thực. Học sinh đọc cái này, học sinh có thấy là lúa là cây trồng chính hay không, đúng không ạ? Thứ hai là tôi đưa ra một cái là sản lượng lúa thu đông chiếm tỷ trọng cao nhất. Xem học sinh có nhìn thấy ở đây là chiếm tỷ trọng cao nhất có đúng không? Đúng không ạ? Và cái thứ ba là nhân tố chủ yếu tới sự phân hóa mùa vụ của nền nông nghiệp nước ta là khí hậu. Tại vì các thầy cô là học sinh đã nhìn thấy ở đây có mùa vụ. Vậy học sinh, vậy thì cái yếu tố nào tạo ra tính mùa vụ ở đây? Và một cái nữa tôi có thể hỏi học sinh là tôi có thể phát biểu, học sinh đưa ra một cái phát biểu là sản lượng lúa tăng là do nước ta đang chú trọng vào việc khai hoang mở rộng diện tích sản xuất. Thế thì trong bốn cái phương án này thì những cái phương án nào là đúng và những cái phương án nào là sai? Và các cái phương án này các thầy cô nhìn vào đây thì các thầy cô sẽ thấy là ví dụ lúa là cây trồng chính trong sản xuất lương thực, nhìn vào đây thì học sinh có nhìn thấy là lúa là cây trồng chính không, đúng không ạ? Vâng ạ, thì giống như là ý kiến của thầy Thành Tín cũng đưa ra đấy ạ. Thì thầy Tín đưa ra trong một cái phát biểu là sản lượng lương thực có hạn tăng 0,8 phần triệu tấn một năm, đúng không ạ? Thì nó học sinh tặng cái kia, học sinh có thể biết được luôn. Thì đấy cũng là một cách thầy giáo đang xây dựng, đó là cách biết. Tuy nhiên thì cái biết này thì nó trực quan, nó lộ quá, thì cho nên là mình có thể đưa ra thành một cái là ngày càng tăng hoặc là giảm, đúng không ạ? Thì như thế là cũng để cho học sinh có thể đọc hiểu được cái văn bản này. Thì như vậy tôi đang đưa ra là lúa là cây trồng chính trong sản xuất lương thực, đúng không ạ? Thứ hai là sản lượng lúa thu đông chiếm tỷ trọng cao nhất. Đây chúng ta đang nhìn thấy, học sinh đang nhìn thấy là sản lượng lúa thu đông là chiếm 30%, đạt được bao nhiêu triệu tấn, đúng không ạ? Đạt được bao nhiêu triệu tấn. Và tôi lại đang nói là chiếm tỷ trọng cao nhất, thì đang nói mình xem học sinh phải làm một cái bước nữa là nó chiếm bao nhiêu phần trăm, có phải là chiếm tỷ trọng cao nhất không? Thì như vậy là chúng ta đang ở cái mức hiểu. Nhưng đối với nhân tố chủ yếu dẫn đến sự phân hóa mùa vụ của nước ta là nông nghiệp, vậy tôi có nhiều cái mùa vụ này là do đâu? Như vậy học sinh phải vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào để học sinh giải quyết. Đó là do khí hậu chẳng hạn, nhân tố chủ yếu dẫn đến có phải là do khí hậu không? Hay là do địa hình, hay là do đất đai, hay là do các cái yếu tố khác? Thế thì như vậy học sinh phải vận dụng cái kiến thức kỹ năng đã học về các cái nhân tố ảnh hưởng tới sản xuất lúa, sản xuất nông nghiệp của nước ta, thì học sinh vận dụng vào đây. Thì như vậy là chúng ta thấy người học đang phải ở mức vận dụng. Hoặc là sản lượng lúa tăng trưởng ở nước ta chủ yếu là chú trọng vào việc khai thác mở rộng diện tích, thì xem học sinh có vận dụng kiến thức kỹ năng đã học về cái tình hình sản xuất lúa ở Việt Nam, thực trạng đang sản xuất lúa ở Việt Nam vào để học sinh nhận thức là có phải là nó đang là chủ yếu là do khai thác mở rộng diện tích không, hay là do yếu tố khác, đúng không ạ? Thì như vậy là học sinh cũng đang ở mức đó là mức gì ạ? Mức vận dụng. Vậy thì khi các thầy cô nhìn thấy ở cái câu hỏi này, ở cái câu dạng đúng sai này, thì chúng ta nhìn thấy là từ cái ngữ liệu này thì chúng ta học sinh phải đọc hiểu được cái ngữ liệu này, học sinh phải vận dụng được các kiến thức kỹ năng đã học để hiểu được cái ngữ liệu này, vì sao nó lại tăng lên và vì sao chúng ta lại có nhiều vụ, có ba tới vụ đông xuân, vụ hè thu và vụ thu đông, đúng không ạ? Thì đấy là cái mà từ cái ngữ liệu để học sinh trả lời cái này, tránh tình trạng là chúng ta có thể đưa ra một ngữ liệu nhưng mà không cần ngữ liệu học sinh vẫn có thể trả lời được. Thì như vậy là cái mà chúng ta đang không đáp ứng được cái yêu cầu và không tạo ra được cái bối cảnh. Thì các thầy cô lưu ý trong cái quá trình xây dựng thì chúng tôi cũng đang cố gắng lựa chọn ngữ liệu để từ cái ngữ liệu học sinh đọc hiểu được cái ngữ liệu, và chúng tôi đang cố gắng trong cái việc là từ cái ngữ liệu này thì chúng ta sẽ đánh giá những cái năng lực nào, thành tố năng lực nào của người học, đúng không ạ? Thì các thầy cô nhìn thấy ở đây là đối với cái phương án A là tôi đang đánh giá ở cái mức độ, ở đây tôi đang thấy là cái với những cái câu hỏi đưa ra là tôi đang đánh giá ở hai cái thành tố năng lực, đó là tìm hiểu địa lý và vận dụng kiến thức kỹ năng đã học địa lý, đúng không ạ? Đang vận dụng kiến thức kỹ năng đã học. Thì vâng ạ, xin lỗi các thầy các cô là cái chỗ này là ở mức vận dụng chứ không phải là mức hiểu đâu ạ. Vâng ạ. Thế thì chúng ta đang thiết kế cái dạng câu hỏi này thì như vậy là các thầy cô thấy là đang đo ở hai cái mức độ, đúng không ạ? Đang đo hai cái thành tố năng lực là tìm hiểu địa lý và vận dụng kiến thức kỹ năng đã học. Và vì vậy cho nên các thầy cô cũng hiểu là tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo chọn cái dạng câu hỏi này để thêm để phục vụ ngoài cái dạng câu hỏi cũng nhiều phương án nhiều lựa chọn ra. Đây cũng là một dạng câu hỏi mà nó có tính nhiều cái tính ưu việt để chúng ta có thể thực hiện được đánh giá năng lực, và đặc biệt là đánh giá đa dạng được các cái thành tố của năng lực trong cái quá trình giảng dạy,
đúng không ạ? Trong cái quá trình học tập của người học, xem là người học đã đạt được cái năng lực đấy chưa. Đôi khi trong một cái bối cảnh thì từ cái bối cảnh đó tôi có thể đánh giá được là năng lực tìm hiểu địa lý thì người học sẽ thực hiện những cái, đưa ra được những cái ý kiến nào, xác nhận được những cái ý kiến nào, và năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng đã học thì người học sẽ đạt như thế nào. Cho nên là chúng ta mới thấy là cái câu hỏi này thì nó cái điểm của người học đạt được ấy là nó theo cái học sinh lựa chọn chính xác bao nhiêu cái phương án và đó là những cái phương án nào. Nếu các con chỉ lựa chọn thử một phương án thôi, lựa chọn chính xác một phương án thôi thì các con chỉ được 0.1 trên 1 điểm. Đấy thì các thầy cô thấy là một cái sự mới. Nhưng cái đó là vì vậy cho nên cái thiết kế cái câu hỏi ở đây thì các thầy cô phải bám vào yêu cầu cần đạt. Các thầy cô phải bám vào cái mức độ, cái cấp độ của tư duy ở trong cái năng lực đó, cũng như là cái cấp độ tư duy ở trong các cái thành tố của cái yêu cầu cần đạt, để các thầy cô có thể đánh giá, được xây dựng những cái bộ công cụ để các thầy cô đánh giá cái kết quả học tập của người học, cũng như là cái năng lực xem người ta học đã đạt được hay chưa. Vâng ạ, đấy thì cái dạng câu hỏi đó là cái dạng câu hỏi thứ 3 mà trong cái bộ sách giáo khoa của chúng tôi bộ sách hướng dẫn ôn thi của chúng tôi, ôn thi tốt nghiệp của chúng tôi quan tâm, đó là dạng câu hỏi trả đúng sai. Dạng câu hỏi trả lời ngắn. Thì trong cái dạng câu hỏi này, kính thưa các thầy các cô, thì nó có mấy cái đặc điểm như sau. Đặc điểm thứ nhất là yêu cầu đối với người học là cung cấp một câu hỏi trả lời ngắn, cung cấp câu hỏi trả lời ngắn gọn, thường chỉ gắn bằng với con số hoặc vài từ hoặc một câu ngắn. Thì trong cái đề thi minh họa của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đúng không, theo cái quyết định 764 ấy, thì cái câu hỏi này thì yêu cầu học sinh cung cấp trả lời ngắn bằng con số ạ. Và cái đặc điểm đó là một cái dạng câu hỏi có một cái phạm vi hạn chế và yêu cầu người học thì tập trung vào một cái điểm chính, thường tập trung vào một cái chỉ báo và một cái biểu hiện của năng lực có thể đánh giá. Và vai trò của cái loại câu hỏi này thì các thầy cô thấy là khi mà chúng ta nhìn vào thì cái loại câu hỏi trong minh họa, trong cái đề minh họa ấy, thì chúng ta thấy là chủ yếu là đánh giá cái khả năng thực hiện một số cái tính toán của người học. Ví dụ như tính bình quân lương thực trên đầu người, tính bình quân trên đầu người có thể là bình quân lương thực hoặc là bình quân một số cái sản phẩm nào đó, mật độ dân số, tính giờ, tính tốc độ tăng trưởng, vân vân, đúng không ạ? Thì các thầy cô thấy là chủ yếu là đánh giá cái khả năng thực hiện một số cái tính toán của người học. Và cái khả năng này thì học sinh phải vận dụng những cái mà học sinh về các công thức, về cái hiểu biết của người học để người học tính toán một cái con số liệu cụ thể, một cái bảng số liệu cụ thể. Thì như vậy chúng ta đang đánh giá người học ở cái năng lực đó là vận dụng, đúng không ạ? Năng lực vận dụng cái trong cái tìm hiểu địa lý, nhưng mà nó là năng lực vận dụng. Đấy. Thế thì tính toán thì thường đó là trong cái sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn địa lý thì chúng tôi có tập trung vào một số cái kỹ, những cái câu hỏi của chúng tôi ấy, thì chúng tôi tập trung vào một số cái loại tính toán như sau ạ. Cái thứ nhất là có những cái câu hỏi mà chúng tôi liên quan đến cái việc tính ở góc độ tính toán và góc độ địa lý tự nhiên. Ví dụ như là liên quan đến tính giờ, liên quan đến nhiệt độ trung bình năm, liên quan đến biên độ nhiệt, liên quan đến lượng mưa, liên quan đến chênh lệch nhiệt độ và lượng mưa giữa các cái mùa, giữa các cái khu vực, giữa các cái địa điểm, vân vân. Đấy thì nó có những cái tính toán liên quan đến địa lý tự nhiên, đặc biệt là các con đã học vào trong chương trình địa lý 10. Thứ hai là có những cái tính toán liên quan đến địa lý dân cư. Tôi lấy ví dụ như là có tính tỷ suất sinh, tỷ suất tử, tỷ suất gia tăng dân số, tỷ lệ gia tăng dân số, rồi là xuất cư, nhập cư, rồi là tỷ trọng thành phần trong cơ cấu dân số, tỷ trọng dân số thành thị, dân số nông thôn, tỷ lệ dân số thành thị, dân số nông thôn, rồi tính mật độ dân số, vân vân. Đấy thì đấy là những cái tính toán mà liên quan đến địa lý dân cư, rồi là những cái tính toán liên quan đến địa lý các ngành kinh tế. Ví dụ như tính tỷ trọng các thành phần trong cơ cấu kinh tế, tính GDP bình quân trên đầu người, tính tốc độ tăng trưởng kinh tế, tính năng suất, vân vân. Đấy thì đấy là những cái chúng tôi quan tâm tới những cái công thức tính toán để chúng ta nhận diện ra được cái đặc điểm của đối tượng địa lý. Thì ở trong cái quyển sách này thì chúng tôi quan tâm tới khi mà xây dựng cái câu hỏi trắc nghiệm khách quan ra trả lời ngắn, thì về tính toán thì chúng tôi quan tâm đến những cái tính toán ở cái góc độ như trên. Và khi chúng tôi làm ấy ạ, thì chúng tôi có những cái tính toán liên quan đến tự nhiên, có những tính toán liên quan đến dân cư và có những cái tính toán liên quan đến các ngành kinh tế, thì chúng tôi xây dựng cái dạng câu hỏi này ạ. Và thế thì khi xây dựng cái dạng câu hỏi này
thì chúng tôi lấy các thầy cô sẽ thấy là trong cái cuốn sách thì có những câu hỏi liên quan đến tính giờ, có những câu hỏi liên quan đến tính biên độ nhiệt, có những cái câu hỏi liên quan đến tính tỷ suất gia tăng dân số tự nhiên, hoặc có những cái câu hỏi liên quan đến tính giá trị xuất nhập khẩu, hoặc là tính sự gia tăng, hoặc là tăng lên thêm bao nhiêu, đúng không ạ? Hoặc có những cái câu hỏi liên quan đến tính tỷ trọng khối lượng vận chuyển của một cái ngành nào đó, ví dụ như ở đây là ngành giao thông vận tải, hoặc là có những cái câu hỏi liên quan đến tính mật độ thuê bao điện thoại trên 100 dân, vân vân. Đấy, thì như vậy khi xây dựng những cái loại câu hỏi này trong cái cuốn sách này thì chúng tôi quan tâm tới những cái loại tính toán mà học sinh sẽ khi học đến các cái nội dung về địa lý tự nhiên, địa lý kinh tế dân cư, địa lý kinh tế xã hội đề cập đến, thì chúng tôi cũng đã xây dựng những cái câu hỏi liên quan đến những cái vấn đề đấy. Thì đấy là ba cái dạng mà chúng tôi đã xây dựng ở trong cái sách hướng dẫn ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Và cái ba cái dạng này thì nó cũng phù hợp với cái ba cái dạng và cái định dạng của cái bộ câu của cái hướng dẫn cái đề minh họa trong cái công văn số, trong cái quyết định số 764 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái định dạng đề thi cho cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sau 2025. Thì xin giới thiệu với các thầy các cô là một là cái cách thức chúng tôi đang xây dựng như thế, đúng không ạ? Từ cái việc mà chúng tôi xác định yêu cầu cần đạt, chúng tôi xác định năng lực, đến cái việc mà chúng tôi mô tả cái biểu hiện hành vi của người học cần đạt được và đấy là gì. Ví dụ như người học cần phải tính được giờ thì chúng tôi ra được những cái câu hỏi như thế nào, người học tính biên độ nhiệt thì chúng tôi sẽ ra như thế nào, đúng không ạ? Rồi là người học vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào để giải quyết một vấn đề nào đó gắn với một bối cảnh thì chúng tôi lựa chọn câu hỏi, loại câu hỏi nào, và chúng ta dựa vào bối cảnh và những cái bối cảnh nào, chúng tôi tạo ra bối cảnh bằng cách nào. Thì để xây dựng ra cái bộ câu hỏi như thế thì đấy cũng là chia sẻ luôn với các thầy các cô là chúng tôi đang làm như thế, thì các thầy cô có thể tham khảo để xây dựng cho mình, cho các cái tổ chuyên môn, cho các nhà trường cũng như cho các thầy cô một cái bộ câu hỏi cũng như là ngân hàng câu hỏi để các thầy cô có thể vận dụng vào để các thầy cô giảng dạy ở trong cái quá trình thực hiện cái nhiệm vụ giảng dạy của mình ở nhà trường phổ thông, đặc biệt là trong cái quá trình dạy học địa lý lớp 10, lớp 11, lớp 12 thì các thầy cô có thể đa dạng cách thức xây dựng cái bộ câu hỏi để các thầy cô tổ chức cho học sinh đánh giá học sinh cũng như là cho học sinh luyện tập và vận dụng. Nội dung thứ tư mà tôi muốn chia sẻ với các thầy các cô ạ, đó là vậy thì các thầy cô có thể sử dụng cái bộ sách này, vâng ạ, các thầy cô có thể sử dụng cái bộ sách này vào trong cái sách này, cái cuốn sách này vào trong cái quá trình giảng dạy và thực hiện kiểm tra đánh giá như thế nào, đúng không ạ? Thế thì các thầy cô có thể tham khảo để sử dụng như thế nào, thì các thầy cô sẽ thấy là các thầy gợi ý cho các thầy cô là trong quá trình giảng dạy thì các thầy cô có thể sử dụng cái ngữ liệu trong các cái chủ đề, câu hỏi trong cái chủ đề, câu hỏi và bài tập trong các chủ đề để các thầy cô có thể thiết kế cái hoạt động luyện tập và vận dụng cho học sinh. Bên cạnh cái gợi ý ở trong sách giáo khoa thì đây cũng là một gợi ý cho các thầy các cô để các thầy cô sử dụng nó, sử dụng cái hệ thống câu hỏi đó, câu hỏi và bài tập đó để các thầy cô có thể thiết kế hoạt động luyện tập và vận dụng theo chủ đề. Bởi vì thế cho nên chúng tôi mới không thiết kế thành một cái bộ câu hỏi mà chúng tôi phải chia ra thành các cái chủ đề, và trong các cái chủ đề thì chúng tôi bao giờ cũng đưa ra một cái sơ đồ, cấu trúc của cái nội dung kiến thức trọng tâm, và như vậy thì các thầy cô có thể dựa vào đó, dựa vào cái bộ câu hỏi mà chúng tôi câu hỏi và bài tập mà chúng tôi thiết kế theo chủ đề để các thầy cô thiết kế cái hoạt động luyện tập và hoạt động vận dụng cho học sinh. Bởi vì các thầy cô đã trong quá trình thực hiện thì các thầy cô đã biết là khi chúng ta dạy học phát triển năng lực thì phải tạo không gian cho người học vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào để giải quyết các câu hỏi và bài tập. Đấy chính là mục tiêu của hoạt động luyện tập, đúng không ạ? Thế thì nếu như tôi vậy thì tôi phải sau khi học sinh khám phá xong, làm chủ được kiến thức kỹ năng rồi thì bây giờ chúng ta phải tạo ra không gian cho người học vận dụng kiến thức kỹ năng vào, thì chúng ta đầu tiên là hoạt động luyện tập, là chúng ta đưa ra những cái câu hỏi có thể câu hỏi tự luận, đúng không ạ? Câu hỏi tự luận ví dụ như là, hoặc là các cái nhiệm vụ học tập ví dụ như là trong sách giáo khoa đã gợi ý cho các thầy các cô, hoặc là các thầy cô có thể thiết kế bằng những cái câu hỏi trắc nghiệm khách quan, đúng không ạ? Trắc nghiệm khách quan, và trắc nghiệm khách quan thì chúng ta có tới 5 dạng trắc nghiệm khách quan thôi, đó là trả lời ngắn, câu hỏi nhiều phương án lựa chọn, rồi đúng sai, rồi là điền thuyết, rồi là kéo thả,
đúng không ạ? Nối. Thế thì ví dụ như là chúng ta muốn học sinh thành thạo hơn, rồi là thành thạo hơn, rồi là tập làm tốt hơn, thì chúng ta có thể đưa ba cái dạng mà đề thi chúng minh họa đang sử dụng, cái định dạng đang quy định về cái định dạng của cái cấu trúc đề trong theo trong cái đề thi dự kiến ở trong cái đề thi tốt nghiệp từ sau năm 2025 đối với môn địa lý, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể đưa vào để cho học sinh làm quen. Thì đấy là cái cách mà các thầy cô có thể sử dụng cái ngữ liệu ở trong các cái câu hỏi của bài tập, trong các chủ đề, để các thầy cô tổ chức hoạt động luyện tập cho học sinh. Đấy. Và cái thứ hai là các thầy cô có thể là lấy những cái câu bài tập, đúng không ạ? Cái câu bài tập, đặc biệt là những cái câu mà liên quan đến tạo ra những cái bối cảnh thực tiễn, là đấy lúa, sản xuất lúa ở Việt Nam như thế, rồi là cái chế độ nhiệt ở những địa điểm này, địa điểm kia ở Việt Nam như thế, năm 2023 như thế, vậy thì có cái sự khác biệt nhau như thế nào và lý do tại sao lại có cái sự khác biệt. Thì như vậy là chúng ta đang tạo cái sử dụng những cái câu hỏi và bài tập đó, thì chúng ta đang tạo điều kiện, tạo ra một cái không gian thực tiễn cho người học vận dụng kiến thức kỹ năng vào để giải quyết, đúng không ạ? Thì chúng tôi hy vọng là với những cái ngữ liệu về câu hỏi và bài tập trong các cái chủ đề thì sẽ giúp cho các thầy cô và đồng hành cùng với các thầy cô để thiết kế cái hoạt động luyện tập và vận dụng làm sao cho nó tốt nhất. Và đặc biệt thông qua những cái hoạt động đó thì các thầy cô sẽ tổ chức được cho người học tự học và tự đánh giá. Ví dụ như là sau khi chúng ta thực hiện cái nhiệm vụ học tập đó rồi, đúng không ạ, tổ chức các cái hoạt động học tập rồi, thì các thầy cô có, nếu như các thầy cô không sử dụng được, không sử dụng ở trên lớp, đúng không ạ, thì các thầy cô có thể giao về nhà cho học sinh để học sinh thực làm và tự học, tự đánh giá để chúng ta thực hiện xem là mình đã đạt được yêu cầu mình đạt hay chưa, mình có thực hiện được hay không. Thì đấy cũng là một cách mà các thầy cô có thể sử dụng cái ngữ liệu này theo các cái chủ đề để các thầy cô giao cái nhiệm vụ về nhà cho học sinh để học sinh tự học ạ. Và nhất là nếu như các thầy cô sử dụng, bởi vì hiện nay tôi đang thấy một số trường đang thiết kế cái mô hình dạy học, đó là lớp học đảo ngược ạ. Đó là cung cấp cái ngữ liệu cho người học về nhà nghiên cứu trước, rồi những cái câu hỏi vân vân để người học nghiên cứu trước, tìm hiểu trước, rồi là tự học ở trên mạng tự học, đúng không ạ? Thế sau đó thì đến lớp thì học sẽ trao đổi và làm rõ các cái vấn đề cũng như là tạo ra những cái sản phẩm học tập. Thì tôi thấy là đây cũng là một cái mà cái bộ sách này, cái cuốn sách này cũng là một trong những cái tư liệu mà các thầy cô có thể sử dụng để tổ chức, để thiết kế ra những cái hoạt động học tập, đặc biệt là kết hợp giữa học trực tiếp, học online, hoặc là giữa cái việc học ở trên lớp với việc học ở nhà, thì có thể tạo ra một cái ngữ liệu cho học sinh để học sinh tự học. Đấy là cái mà trong cái quá trình dạy học thì các thầy cô có thể tham khảo cái cuốn sách này để các thầy cô tổ chức cho học sinh như thế ạ. Thứ hai là trong hoạt động kiểm tra đánh giá thường xuyên và định kỳ, thì các thầy cô có thể sử dụng cái ngữ liệu này để các thầy cô biên soạn các cái đề kiểm tra thường xuyên, đúng không ạ? Và các thầy cô có thể gợi ý cho các thầy cô để các thầy cô có thể xây dựng cái ngân hàng câu hỏi và cái đề thi cho đánh giá định kỳ. Bởi vì chúng tôi biết là cái kế hoạch của các nhà trường có thể khác nhau, và các thầy cô có thể dạy học, có thể dạy những cái dạy trên những cái bộ sách khác nhau. Bởi vậy cho nên là có thể là cái kế hoạch giảng dạy cũng như là cái kế hoạch của cái nội dung kiểm tra đánh giá đấy, nó theo cái kế hoạch giảng dạy là khác nhau. Bởi vậy cho nên chúng tôi cũng chỉ muốn là gợi ý để các thầy cô có thông qua cái ngữ liệu ở trong cái quyển sách này, thì các thầy cô có gợi ý cho các thầy cô để các thầy cô xây dựng ngân hàng câu hỏi và đề thi để chúng ta có thể phục vụ cho cái việc đánh giá thường xuyên hoặc chúng ta đánh giá định kỳ. Vâng ạ, thì đấy là cái nội dung mà chúng tôi muốn các thầy cô tham khảo để sử dụng, đúng không? Các thầy cô có thể tham khảo để sử dụng cái cuốn sách này trong những cái mục đích như trên. Tôi lấy ví dụ như các thầy cô có thể tổ chức và sử dụng nó để trong cái quá trình tổ chức dạy học ạ. Ví dụ như các thầy cô dạy cái chủ đề lớn là địa lý tự nhiên, và cụ thể là cái bài vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ. Cái bài vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ thì yêu cầu cần đạt của học sinh sau khi học xong bài này thì đã phải xác định được đặc điểm vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ của Việt Nam. Thứ hai là phân tích được ảnh hưởng của vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ của Việt Nam đến kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Vâng ạ, thế thì chúng tôi có một cái sơ đồ gợi ý cho các thầy cô. Vậy cái bài, cái chủ đề vị trí địa lý và phạm vi lãnh thổ ấy, thì chúng ta phải tập trung vào mấy vấn đề,
Một là đặc điểm vị trí và phạm vi lãnh thổ của Việt Nam. Hai là một cái nội dung rất quan trọng trong cái việc nghiên cứu, cái tìm hiểu cái chủ đề này, đó là học sinh phải phân tích được cái ảnh hưởng của tự nhiên đến kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng. Và từ cái này thì chúng tôi cũng đã biên soạn hệ thống các câu hỏi liên quan đến cái yêu cầu cần đạt trên. Và nếu như chúng ta sử dụng cái câu hỏi này, các thầy cô có thể yêu cầu là khi học sinh học xong chủ đề này thì trả lời cho cô các cái câu hỏi từ 1 cho đến bao nhiêu đó, đúng không? Vâng ạ, ví dụ như thế. Thế thì chúng ta dựa vào cái thời gian mà chúng ta thiết kế cái hoạt động học tập, cái hoạt động luyện tập và cái hoạt động vận dụng, thì chúng ta có thể giao cái nhiệm vụ cho học sinh là các con thực hiện cho cô là từ câu này đến câu này trong bao nhiêu phút, đúng không ạ? Sau đó thì cô giáo sẽ đánh giá, sẽ nhận xét, sau đó thì chúng ta học sinh sẽ nhận xét đánh giá và chúng ta sẽ chính xác hóa xem là học sinh đang làm như thế nào. Ví dụ như là cũng cái nội dung đấy, nhưng học sinh không tìm ra là cái câu phát biểu không đúng hoặc là học sinh chọn sai, thì lúc đó thì các thầy cô có cơ hội để điều chỉnh cái hoạt động học tập cho học sinh. Và như vậy chúng ta đang đánh giá người học vì sự tiến bộ của người học, đúng không ạ? Và chúng ta đang thực hiện một cái nhiệm vụ mà chúng ta vận dụng vào, đó là chúng ta đang tăng cường đánh giá thường xuyên. Và như vậy là các thầy cô có thể sử dụng cái hệ thống câu hỏi và bài tập ôn luyện theo chủ đề này để các thầy cô tổ chức cái hoạt động luyện tập và vận dụng. Và bên cạnh cái gợi ý ở trong sách giáo khoa thì đây cũng là một gợi ý cho các thầy các cô ạ. Thứ hai là các thầy cô có thể tạo ra cái không gian từ cái câu hỏi này, thì các thầy cô đang tạo ra một cái không gian cho học sinh vận dụng kiến thức kỹ năng đã học để giải quyết các câu hỏi và bài tập. Tôi nghiên cứu rồi, tôi khám phá rồi, đúng không ạ? Thế vậy thì sau khi tôi nghiên cứu và khám phá xong thì bây giờ tôi phải vận dụng những cái mà tôi đã nghiên cứu và khám phá đó vào xem là tôi có trả lời được các câu hỏi và bài tập này không, đúng không ạ? Thế thì đấy là một trong những cái định hướng mà các thầy cô phù hợp với cái việc mà các thầy cô đang dạy học phát triển năng lực ạ. Chứ còn nếu như sau bài học này mà các em về nhà làm bài cho cô hay là học bài cho cô thì như vậy là chúng ta chưa thực hiện được đúng cái dạy học phát triển năng lực. Thì chúng tôi thiết kế theo chủ đề và các cái câu hỏi phân theo chủ đề và mục đích là đang tạo không gian giúp cho các thầy các cô vận dụng, tổ chức cho học sinh vận dụng kiến thức kỹ năng đã học vào để giải quyết. Vâng ạ. Thứ hai là giúp cho giáo viên của chúng ta có thể sau khi học sinh thực hiện cái nhiệm vụ học tập này, trả lời cho cô các cái câu hỏi và bài tập ở trang bao nhiêu của cái sách này, hoặc là các thầy cô lấy nó để các thầy cô tổ chức cho học sinh, ứng dụng những cái phần mềm để tổ chức cho học sinh, để học sinh thực hiện ở trên đó, đúng không ạ? Thì học sinh thì chúng ta có thể đánh giá xem học sinh đã đạt được yêu cầu cần đạt chưa để hỗ trợ và điều chỉnh quá trình dạy học. Ví dụ như khi chúng ta đánh giá, chúng ta sử dụng những cái câu hỏi ở đây, hoặc là các thầy cô chỉnh sửa theo cái mục đích mà các thầy cô muốn đánh giá theo yêu cầu cần đạt. Các thầy cô thấy có thể là hay hơn hoặc là có thể nó phù hợp hơn thì các thầy cô có thể chỉnh sửa. Thì sau đó thì các thầy cô đánh giá xem là học sinh của chúng ta với cái yêu cầu, với những cái hệ thống câu hỏi đó, với cái yêu cầu cần đạt đó, mà xem qua cái quá trình chúng ta dạy xem học sinh đã đạt được hay chưa, thì chúng ta có những cái biện pháp để điều chỉnh, để hỗ trợ người học, để người học đạt được cái yêu cầu của đạt. Bởi vì các thầy cô thấy là sau bài học này học sinh phải đạt được những cái yêu cầu này, đúng không ạ? Và những cái yêu cầu này là yêu cầu tối thiểu, cho nên là chúng ta phải cố gắng làm thế nào để chúng ta thấy là họ đã đạt được hay chưa. Và đạt được hay chưa thì bằng cách một cái thước đo, cái đo, cách đo là chúng ta có thể sử dụng những cái bộ câu hỏi gợi ý của chúng tôi theo cái chủ đề để các thầy cô có thể sử dụng ạ. Vâng ạ, cái thứ ba là chúng tôi mong muốn là tích chủ, nếu như cuối cùng, đúng không ạ, điều gì sẽ xảy ra nếu như cuối cùng chúng ta mới tổ chức khoảng hai tháng cuối cùng, chúng ta mới tổ chức cho học sinh ôn thi tốt nghiệp, chúng ta mới tổ chức cho học sinh ôn thi tốt nghiệp, thì như vậy là học sinh sẽ rất khó khăn và chúng ta cũng rất không còn thời gian nữa để chúng ta điều chỉnh cái việc dạy của chúng ta cũng như là hỗ trợ cho người học đạt được yêu cầu cần đạt. Vì vậy cho nên là cái việc mà học sinh, đặc biệt là học sinh làm quen với những cái định dạng ở cái dạng câu hỏi, đúng không ạ, quen những cái định dạng, thì các thầy cô ngay trong cái quá trình dạy học của chúng ta hãy cho học sinh làm quen với những cái định dạng này và tập làm với những cái định dạng này, thì đến lúc mà học sinh thi hoặc là cái lúc ôn tập thì học sinh sẽ làm tốt và chúng ta không mất nhiều cái thời gian phải ôn luyện, phải hướng dẫn nữa. Thì đấy cũng là một cách mà chúng tôi đang hướng đến cái việc là giúp các thầy cô tăng cường đánh giá thường xuyên và tăng cường đánh giá vì sự tiến bộ của người học trong cái quá trình mà chúng tôi xây dựng cái cấu trúc cũng như là nội dung của cái cuốn sách này, và mong muốn cái điều đó đến với các thầy cô ạ, cũng như là đến với các em học sinh là
làm thế nào mà chúng ta có thể đánh giá thường xuyên được người học, làm thế nào mà chúng ta sau mỗi một cái chủ đề dạy học chúng ta có thể nhìn thấy là học sinh đang đạt được những cái yêu cầu cần đạt nào rồi, và những cái yêu cầu nào học sinh chưa đạt được, học sinh đã làm thành thạo những cái dạng câu hỏi này chưa, đúng không ạ? Thì chúng ta chúng tôi đang quan tâm đến cái điều đó, và chúng tôi đang quan tâm đến cái điều đó thì chúng tôi đã xây dựng, đã cấu trúc cái cuốn sách này, và cũng như là chúng tôi xây dựng những cái bộ câu hỏi nó gắn với các cái chủ đề học tập để giúp các thầy cô tạo cái không gian cho người học vận dụng luyện tập, tự đánh giá, tự học. Đấy là những cái mong muốn của chúng tôi gửi tới các thầy các cô thông qua cái cuốn sách này. Và ngoài ra nữa thì trong quá trình dạy học thì chúng tôi cũng gợi ý các thầy cô cách thức xây dựng câu hỏi chùm ạ. Các thầy cô có thể từ một cái bảng số liệu chúng ta thu thập được thôi, thì chúng ta có thể xây dựng ra những cái câu hỏi, một loạt các cái câu hỏi và bài tập liên quan đến cái câu hỏi đó, và chúng ta có thể kết hợp giữa cái câu hỏi cũng cái bảng số liệu đó, nhưng chúng tôi có thể sử dụng cái câu hỏi yêu cầu là anh trả lời ngắn, nhưng cũng có thể tôi yêu cầu anh trả lời đúng sai, cũng có thể là tôi yêu cầu anh là tính toán ở góc độ này, nhưng cũng có thể tôi yêu cầu anh tính toán ở góc độ kia. Thế thì như vậy là cùng một cái ngữ liệu, cùng một cái bối cảnh thì học sinh có thể vận dụng nó ở những cái góc độ khác nhau và trả lời có thể là đa dạng cái loại câu hỏi và bài tập khác nhau. Thì đấy cũng là tạo ra một cái cách là phát triển cái năng lực cho người học, cũng như là tạo ra cái hứng thú học tập cho người học. Lúc thì tôi bảo anh tính tỷ lệ dân số thành thị, lúc thì tôi cũng cái bảng số liệu đấy, nhưng tôi lại bảo anh tính tỷ lệ dân số nông thôn, lúc thì tôi lại bảo anh là vậy thì anh nhận xét đi xem cái phát biểu nào của tôi là đúng, phát biểu nào của tôi là sai, đúng không ạ? Thông qua cái ngữ liệu đó thì người học có cái khả năng là đa dạng, tiếp cận đa dạng trước một cái bối cảnh. Thì đấy là một cái rất là tốt để mà phát triển năng lực cho người học, nhất là năng lực địa lý. Thì các thầy cô, chúng tôi cũng đang hướng gợi ý cho các thầy cô cách thức để xây dựng câu hỏi chùm ạ. Là từ một cái ngữ bối cảnh, các thầy cô có những cái câu hỏi và xây dựng những cái câu hỏi và bài tập, và có thể đa dạng những cái kiểu câu hỏi và bài tập ở trong cái bối này, cái bối cảnh này. Thì như vậy là làm cho cái tính linh hoạt của người học sinh rất là cao, cũng như cái mà người học có thể vận dụng vào để giải quyết những cái góc độ khác nhau. Thì đấy là mong muốn các thầy các cô có thể tham khảo. Và chúng tôi cũng trong cái quá trình xây dựng thì chúng tôi cũng đang hướng đến đó là cái những cái cách thức đánh giá theo định hướng PISA, bằng cái đánh giá năng lực hiện nay đấy ạ. Và thì cái cách thức người ta đang xây dựng theo cái kiểu câu hỏi chùm như thế này cũng là một cách mà lúc chúng ta thì tất nhiên là trong cái đề thi minh họa thì không có kiểu như thế này, nhưng lúc chúng ta đã có một cái ngữ liệu thì chúng ta có thể học cho người ta luyện tập, cho người ta rèn luyện ở trên những cái dạng câu hỏi khác nhau và cách hỏi khác nhau. Thì như vậy là nó tạo ra cái sự đa dạng trong cái quá trình tôi đánh giá năng lực người học, cũng như là tạo ra cái hứng thú, cũng như là tránh cái sự nhàm chán khi mà thực hiện các cái nhiệm vụ học tập. Thì đấy là cái mà chúng tôi cũng đang gợi ý cách thức xây dựng câu hỏi chùm cho các thầy các cô ạ. Thì trong cái cuốn sách này của chúng tôi có những cái dạng kiểu như trên ạ. Ví dụ như chúng tôi cho một cái bảng số liệu, xong yêu cầu học sinh trả lời từ câu 7 đến câu 8, câu 9 chẳng hạn, hay từ câu 1 đến câu 2 chẳng hạn. Thì đấy là cái mà cũng muốn gợi ý cho các thầy các cô trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Cách thức sử dụng nữa thì cũng muốn các thầy các cô có thể tham khảo cái cuốn sách của chúng tôi, để các thầy cô có thể sử dụng cái câu hỏi và đề kiểm tra trong kiểm tra các thầy cô đánh giá thường xuyên. Thì các thầy giới thiệu cũng lại với các thầy các cô là trong năm cái đề minh họa, vâng ạ, năm cái đề minh họa thì chúng tôi mô phỏng theo cái cấu trúc của cái đề thi minh họa ở trong cái công văn 764 của quyết định 764 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vâng ạ, thì trong cái đề minh họa của chúng tôi, thời gian dự kiện cho học sinh làm là 160 phút và gồm có 3 phần. Đó là phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều phương án lựa chọn. Phần 2 là phần câu hỏi trắc nghiệm khách quan đúng sai. Cái phần 1 ấy thì chúng tôi xây dựng 18 câu theo đúng đề minh họa. Phần 2 là trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai, và phần 3 là trắc nghiệm khách quan trả lời ngắn. Và khi xây dựng cái đề minh họa này thì chúng tôi cũng quan tâm đến cái việc đó là những cái câu hỏi nào, vâng ạ, chúng tôi đánh giá những cái năng lực nào. Ví dụ như là có đánh giá năng lực nhận thức khoa học địa lý thì gồm có những cái chủ đề nào, câu hỏi nào chúng tôi đánh giá. Năng lực tìm hiểu địa lý, năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng đã học, chúng tôi đánh giá ở cái mức độ nào. Ví dụ như nhận thức khoa học địa lý thì chúng tôi có những cái câu hỏi nào chúng tôi đánh giá. Năng lực tìm hiểu địa lý, năng lực vận dụng kiến thức kỹ năng địa lý. Thì khi đối với cái đề minh họa này của chúng tôi xây dựng ấy, thì chúng tôi rất quan tâm tới cái việc là đang đánh giá những cái thành tố năng lực nào,
Và trong những cái thành tố năng lực của năng lực địa lý ấy, thì chúng ta nên giá ở cái mức độ nào? Ví dụ như có biết không, có hiểu không, có vận dụng không? Ví dụ như trong tìm hiểu thì có mức biết có không, có hiểu không, có vận dụng không, vân vân. Thì đấy là chia sẻ với các thầy các cô cái đề minh họa này. Và trong cái đề minh họa này thì chúng tôi cũng mô phỏng thôi ạ. Và chúng tôi cũng đang dự kiến là có những cái phần nó liên quan hoặc là nó tích hợp với lớp 10 và lớp 11, đúng không ạ? Và có những cái phần nội dung chủ yếu là của lớp 12. Đấy, chúng tôi dành một cái tỷ lệ là từ 10 đến 20% cho lớp 10 và lớp 11. Và chúng tôi có thể lồng ghép vào trong một cái bảng số liệu, nhưng chúng tôi có thể lồng ghép vừa hỏi lớp 11 nhưng có thể là vừa tích hợp với lớp 10, vừa liên quan đến lớp 10, vừa lớp 10 mực 10 nhưng có thể liên quan đến lớp 12. Ví dụ như tôi đưa ra một cái ngữ liệu về hang động chẳng hạn, thì chúng tôi có thể hỏi đến là cái hang động Phong Nha Kẻ Bàng ấy, thì liên quan đến thì đó là một cái kiểu là nội lực hay là ngoại lực, hoặc là nó chịu tác động mạnh của cái quá trình phong hóa nào. Đấy, ví dụ như là cái biểu hiện nào của thiên nhiên Việt Nam lại có cái tạo ra được cái dạng thể hình đó, vân vân. Thì như vậy là chúng tôi có sự kết hợp giữa cả lớp 10 và lớp 12, vân vân. Đấy, thì đấy là cái mà muốn chia sẻ với các thầy các cô là trong cái sử dụng cái câu hỏi và thì các thầy cô cái quyển sách này thì các thầy cô có thể tham khảo cách mà chúng tôi đang xây dựng một số cái đề minh họa để các thầy cô có thể vận dụng vào để xây dựng câu hỏi kiểm tra đánh giá. Chúng ta có thể tổ chức thường xuyên kiểm tra đánh giá thường xuyên hay là kiểm tra đánh giá định kỳ, vâng ạ. Thì đấy là xin giới thiệu với các thầy các cô liên quan đến cái nội dung mà chúng tôi đang xây dựng và chúng tôi muốn gợi ý với các thầy các cô về cái việc sử dụng cái sách này trong quá trình giảng dạy như thế nào. Thế thì đấy là những cái nội dung mà đã chia sẻ với các thầy cô về bốn cái nội dung. Nội dung thứ nhất là đã giới thiệu với các thầy cô một số cái thông tin cơ bản về sách. Nội dung thứ hai là đã chia sẻ với các thầy cô là chúng tôi đã xây dựng cái bộ sách này, cái cuốn sách này làm những cái căn cứ nào. Thì chúng tôi dựa vào ba cái căn cứ chủ yếu, đó là thông tư 32, đó là thông tư 22 và đó là cái quyết định 764 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về cái định dạng cấu trúc đề thi minh họa, đề thi cho cái kỳ thi tốt nghiệp phổ thông từ năm 2025 trở đi dành cho môn địa lý. Và cái thứ ba là cái thứ tư là chúng tôi cũng đã gợi ý cho các thầy cô một số cái cách thức sử dụng sách trong quá trình giảng dạy và kiểm tra đánh giá. Bây giờ thì rất mong ý kiến trao đổi của các thầy các cô về cái việc biên soạn cái cuốn sách này, cũng như là về cái việc mà chúng ta sẽ sử dụng cái cuốn sách này như thế nào ở trong nhà trường trung học phổ thông ạ, và đặc biệt là trong cái quá trình mà các thầy cô giảng dạy địa lý, nhất là địa lý lớp 12 ạ. Vâng ạ, chúng tôi muốn dành một cái thời gian để xin ý kiến trao đổi của các thầy các cô ạ. Các thầy cô có thể là chưa rõ vấn đề nào, hoặc là chưa rõ là cái cách thức chúng tôi đang xây dựng như thế nào, thì chúng tôi sẽ chia sẻ với các thầy các cô ạ. Cảm ơn ý kiến của các thầy cô. Như vậy là tôi đang nhận được có mấy ý kiến của các thầy cô là ý kiến của thầy Nghĩa, đúng không ạ? Ý kiến của cô Loan, ý kiến của thầy Võ, ý kiến của thầy Dũng, ý kiến của cô Mai. Vâng ạ, thế thì kính thưa các thầy các cô là hiện nay thì chúng ta chưa có một cái đề minh họa cho bộ, chưa có một cái đề minh họa cho hướng dẫn cụ thể đối với cái việc mà trước là bộ chỉ có một cái đề minh họa cho lớp 10, vâng ạ, và cái định dạng quy định về cấu trúc định dạng đề thi. Thì chúng ta trước mắt là chúng ta tìm hiểu về cái quy định cấu trúc định dạng đề thi, thì chúng ta đã biết là cái hình thức thi của cái minh họa của cái cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ sau năm 2025 trở đi đối với môn địa lý là chúng ta sử dụng hình thức thi là trắc nghiệm khách quan, và sử dụng ba cái loại trắc nghiệm khách quan, đó là trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai và trắc nghiệm khách quan dạng trở lời ngắn. Rất là trắc nghiệm khách quan dạng nhiều lựa chọn thì chúng ta gọi đấy là phần 1, thì bao gồm có 18 câu, vâng ạ, gồm có 18 câu và mỗi câu là 0,25 điểm. Trắc nghiệm khách quan thứ hai, phần thứ hai là trắc nghiệm khách quan dạng đúng sai, bao gồm có 4 câu tương ứng với 4 điểm. Và trắc nghiệm khách quan phần 3 là 6 câu và tương ứng với mỗi câu là 0,25 điểm. Là như vậy là chúng ta có là tổng số điểm là 10 điểm, vâng ạ. Và như vậy thì các thầy cô đã nhìn thấy là vậy cái cấu trúc của nó là chúng khi các thầy cô thiết kế cũng như là các cái đề minh họa, cấu trúc cái đề minh họa ấy
theo cái đề minh họa thì chúng ta thấy thiết kế theo cái cấu trúc mà đã theo cái định dạng của kỳ thi tốt nghiệp quốc gia mà Bộ Giáo dục đã thể hiện ở trong cái quyết định số 764 rồi ạ. Và còn chúng ta sẽ lại đợi tiếp là vậy thì đối với lớp 12 thì cái cụ thể nó như thế nào thì chắc chắn sẽ Bộ sẽ có một cái đề minh họa từ các thầy các cô cụ thể. Cái thứ hai nữa là các thầy cô có hỏi chúng tôi, một số các thầy cô đã hỏi chúng tôi là thế thì cái việc lựa chọn nhiều cái đầu sách như vậy có ảnh hưởng gì tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia không? Kính thưa các thầy cô, với tôi, theo cái ý kiến cá nhân của tôi thì là không ạ. Bởi vì các sách giáo khoa của chúng ta đang tạo ra ngữ liệu để cho các thầy cô thực hiện, các thầy cô tổ chức cái hoạt động giảng dạy để đạt được cái yêu cầu và đạt của chương trình giáo dục phổ thông, đúng không ạ? Và như vậy thì cái việc mà bây giờ sách giáo khoa là chúng ta là những ngữ liệu để chúng ta việc thực hiện, và sách giáo khoa đấy đã được thẩm định, đúng không ạ? Và đã thể hiện được cái theo cái yêu cầu cần đạt của chương trình, và chương trình chính là pháp lệnh, và chúng ta thực hiện cái xây dựng kế hoạch nhà trường là chúng ta xây dựng kế hoạch theo chương trình và sử dụng sách giáo khoa làm cái ngữ liệu giảng dạy và học. Bởi vậy cho nên là các thầy cô yên tâm là chúng ta có thể sử dụng bộ sách này hay bộ sách kia, thì cái việc lựa chọn đấy là phụ thuộc vào cái việc tiếp cận nội dung cũng như là cái phong cách giảng dạy cũng như là cái việc thực hiện giảng dạy của trường các thầy các cô, đúng không ạ? Thì chúng ta đang xây dựng kế hoạch của nhà trường, xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn, đúng không ạ? Và chúng ta xây dựng kế hoạch bài học và chúng ta dựa vào chương trình và dựa vào cái gợi ý cấu trúc xây dựng chương trình nếu như các bạn các thầy cô sử dụng bộ sách nào, đúng không ạ? Và dựa vào thực tế cái giảng dạy ở nhà trường phổ thông, ví dụ như là sách giáo khoa các thầy cô đang sử dụng bộ cánh diều thì các thầy cô có thể dựa vào cái thực tế giảng dạy của trường phổ thông, các thầy cô thấy là cái nội dung này tôi cần 4 tiết nhưng nội dung kia tôi chỉ cần có 2 tiết thôi để tôi tổ chức dạy học, thì các thầy cô hoàn toàn có thể điều chỉnh được, đúng không ạ? Các thầy cô hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Và bộ sách, các bộ sách chỉ là cũng không phân ra đây là mấy tiết mà chỉ gợi ý các cho các thầy cô để các thầy cô xây dựng kế hoạch nhà trường, kế hoạch của tổ chuyên môn cho nó phù hợp. Bởi vậy cho nên khi chúng ta thực hiện dạy học, như lúc nãy tôi nói với các thầy các cô là khi chúng ta thực hiện quá trình tổ chức dạy học cũng như chúng ta xây dựng cái kế hoạch bài dạy cũng như chúng ta tổ chức kiểm tra đánh giá là theo yêu cầu cần đạt của chương trình, đúng không ạ? Theo yêu cầu khi tổ chức dạy học và chúng ta thấy là theo yêu cầu cần đạt của chủ đề dạy học, của cái nội dung dạy học, của nội dung giáo dục, theo yêu cầu đánh giá, ví dụ như kỳ thi quốc gia trung học phổ thông là người ta đánh giá theo các cái năng lực, các con mẫu của cái chủ đề dạy học đã gom góp vào rồi, và bây giờ tôi đánh giá theo năng lực, đúng không ạ? Với cái năng lực này xem con có thực hiện được không, tìm hiểu con có đọc hiểu được văn bản không, con có nhận xét được bảng số liệu không, con có lựa chọn được điều đó thích hợp nhất để thể hiện không. Tôi cho một cái hình vẽ đó có thể là sơ đồ, có thể là biểu đồ và có thể là lược đồ, ví dụ như thế, thì học sinh có nhận dạng được, có thực hiện được, con có đọc được hiểu được cái đó hay không, và như vậy là chúng ta thực hiện theo cái yêu cầu cần đạt của chương trình, đúng không ạ? Cho nên tôi nghĩ là các thầy cô có thể sử dụng bộ sách này hay bộ sách kia thì đều không ảnh hưởng, bởi vì từ chỗ mà chúng ta xây dựng kế hoạch của nhà trường, xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn, xây dựng kế hoạch bài dạy, rồi kiểm tra đánh giá, rồi tổ chức quá trình dạy học đều phải theo yêu cầu cần đạt của chương trình, đúng không ạ? Và chúng ta đang dựa vào chương trình. Sách giáo khoa có thể bộ này bộ khác và các thầy cô có thể tự xây dựng ra ngữ liệu để các thầy cô tổ chức dạy học sao cho học sinh đạt được yêu cầu cần đạt của chương trình. Vì vậy thì tôi nghĩ là nếu các thầy cô cứ làm đúng như thế và đúng quy trình của dạy học phát triển năng lực, là gồm có từ cái chỗ mà chúng ta xác định đúng mục tiêu yêu cầu cần đạt đến lúc mà các thầy cô tổ chức cho người học đạt được yêu cầu cần đạt, đến lúc tổ chức cho người học vận dụng kiến thức kỹ năng kết nối vận hành và vận dụng vào để giải quyết những cái vấn đề đang đặt ra trong học tập và trong cuộc sống hoặc trong những câu hỏi vào bài tập, thì chúng ta yên tâm trong cái việc là sẽ đáp ứng được tất cả các cái yêu cầu. Bởi vì chưng kể cả đánh giá, yêu cầu đầu tiên của cái việc thực hiện đánh giá là đánh giá theo yêu cầu cần đạt của chương trình, đúng không ạ? Chứ người ta không đánh giá ngoài. Như vậy các chúng ta dạy là chúng ta cứ dạy theo yêu cầu cần đạt của chương trình, đúng không ạ? Nếu mà chương trình đó mà chúng ta thấy là trường của chúng ta mà học sinh đã có thể đạt tốt thì chúng ta có thể nâng cái yêu cầu cần đạt đấy lên, hoặc là chúng ta có thể đa dạng các sản phẩm mà học sinh đạt được, ví dụ như yêu cầu cần đạt đang là viết được một cái báo cáo giới thiệu với cái gì đó, đúng không ạ? Thì các thầy cô có thể từ cái viết được một cái báo cáo đó thì chúng ta có thể đa dạng các sản phẩm lên. Thì tôi nghĩ là cái việc lựa chọn những cái đầu sách nào ở bộ sách nào dạy thì nó không ảnh hưởng ạ. Vâng ạ, nếu chúng ta thực hiện đúng theo cái cách dạy đó, cái quy trình dạy học đó,
Vâng. Một số thầy cô có hỏi liên quan đến cái việc mà bao nhiêu phần trăm trong cái bộ sách này có sử dụng Alat. Thì kính thưa các thầy các cô là như này ạ, chúng ta nhìn thấy trong đề minh họa là chúng ta chưa không chúng ta đối với cái chương trình lớp 10. Nhưng nếu mới chúng ta phải dựa vào các cái yêu cầu cần đạt, đúng không ạ? Dựa vào các cái yêu cầu cần đạt để chúng ta thiết kế, có thể là người ta có thể dựa vào người ta cho một cái mảnh bản đồ nào đó chứ không cần phải sử dụng Alat ạ, đúng không ạ? Còn vào để tạo ra một cái ngữ liệu giống như lúc nãy tôi nói với các thầy cô ấy, có thể là sơ đồ bản hình ảnh hoặc là hình vẽ hoặc là bản đồ lược đồ vân vân. Ví dụ như tôi có thể là dựa vào một cái mảnh bản đồ và trong đó có một cái số cái dữ liệu tôi hỏi, nhưng tôi lại hỏi liên quan đến tỷ lệ bản đồ, tôi vẫn có thể hỏi được, đúng không ạ? Vậy thì các thầy cô cứ sử dụng theo cái yêu cầu cần đạt. Ví dụ như yêu cầu cần đạt của tôi không phải là xác định được vị trí địa lý trên bản đồ, thì tôi không cần có cái bản đồ để tôi ra câu hỏi, mà tôi yêu cầu là trình bày được đặc điểm cơ. Thế thì anh phải trình bày được đặc điểm. Yêu cầu cần đạt của tôi không yêu cầu là chỉ ra, ví dụ như cấp trung học cơ sở thì người ta yêu cầu là chỉ trên bản đồ cái này cái kia, đối tượng địa lý này đối tượng kia, thì nhất định tôi phải có những cái bản đồ để tôi cho học sinh sử dụng. Nhưng yêu cầu cần đạt của tôi là trình bày được tình hình phân bố hoặc là đặc điểm phân bố, đúng không ạ? Hoặc là cái gì đó. Thì như vậy là cái tùy vào từng cái yêu cầu cần đạt mà chúng ta đánh, khi chúng ta xây dựng cái công cụ đánh giá để chúng ta đánh giá xem học sinh có đạt được cái yêu cầu cần đạt đó không, đúng không ạ? Thế thì như vậy lúc đó thì các thầy cô đã, khi các thầy cô giảng dạy và các thầy cô đánh giá thì các thầy cô sẽ phải xem là cái yêu cầu cần đạt đấy là gì. Thế còn lúc các thầy cô dạy để mà đạt được cái yêu cầu cần đạt đó, ví dụ như là bây giờ tôi phải yêu cầu học sinh là trình bày được đặc điểm vị trí địa lý của Việt Nam, thì nhất định tôi phải sử dụng một cái công cụ, một cái phương pháp rất đặc trưng để dạy được cái này. Để tôi đưa vị trí địa lý của Việt Nam vào trong lớp học thì nhất định tôi phải sử dụng bản đồ lúc các thầy cô dạy. Còn tôi mới sử dụng bản đồ đó, sử dụng xong, khai thác xong rồi, học sinh mới đưa ra được là vị trí địa lý của Việt Nam gồm có những đặc điểm này, gồm có những đặc điểm kia. Thì như vậy là cái bản đồ đó là một cái công cụ để cho tôi học sinh đã đạt được cái yêu, để đạt được cái yêu cầu đó. Thì như vậy các thầy cô cần phải xem xét lại cái việc là tôi đang đánh giá yêu cầu cần đạt nào, yêu cầu cần đạt thì có cần sử dụng bản đồ hay không. Và hoặc là cái thứ hai là chúng ta dạy mà học sinh cần phải sử dụng bản đồ để chiếm lĩnh được tri thức, nó khác với việc là cái yêu cầu cần đạt thì có cần phải sử dụng bản đồ để đánh giá hay không. Vâng ạ, thế thì lúc đấy nó phụ thuộc vào cái nội dung đánh giá là có cần có cái yêu cầu cần đạt là có sử dụng bản đồ hay không, thì tôi mới đưa bản đồ vào rồi. Vâng ạ, cảm ơn các thầy các cô lưu ý cái vấn đề đấy ạ. Vâng ạ, thầy Võ thì cô Mai ơi, chắc là lúc nãy tôi nhầm một chút là cái phần 3 là cái phần mà câu hỏi trả lời ngắn thì có 6 câu cô ạ. Mỗi câu là 0.25 điểm và cái phần 3 là chúng ta có 1.5 điểm. Thầy Võ có một cái chia sẻ, vâng ạ, chương trình mới nội dung kiến thức quá nhiều mà thi theo hình thức rất khó và cho học sinh được điểm tốt, rất mong Bộ Giáo dục sớm đưa ra để minh họa. Vâng ạ, chắc chắn, kính thưa các thầy các cô là chắc chắn là Bộ Giáo dục sẽ đưa ra các cái đưa ra đề minh họa cho học sinh ạ, cho các nhà trường để các thầy cô dựa vào đó để có thể thiết kế mô phỏng, vâng ạ, và dựa vào đó để có những cái định hướng cụ thể trong quá trình giảng dạy và ôn tập cho học sinh ạ. Tôi nghĩ là chương trình mới thì chúng ta cứ theo yêu cầu cần đạt của chương trình, mà tôi thì đang thấy là lớp 12 thì nhiều cái nội dung mà so với sách cũ là giảm đi rất nhiều rồi đấy ạ. Đúng không ạ? Ví dụ như trước là các thầy cô dạy cái địa lý 12, cái phần địa lý tự nhiên ấy, chúng ta dạy hết tất cả các cái đặc điểm của tự nhiên, nhưng mà chúng ta chỉ tập trung vào những cái đặc điểm mà nó có đang có cái ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế xã hội và định hướng nghề nghiệp của người học thôi. Đúng không ạ? Thế thì các thầy cô cứ dựa vào cái yêu cầu cần đạt nội dung giáo dục để các thầy cô thiết kế và biên soạn và ngữ liệu để mà tổ chức dạy học, đó là sách giáo khoa và các cái tài liệu khác ạ. Thầy Võ không lo đâu ạ, các thầy cô cứ trong cái quá trình giảng dạy, nhất là những cái dạng câu hỏi ấy ạ, trong cái quá trình giảng dạy mà các thầy cô tổ chức cho học sinh sau mỗi một cái chủ đề dạy học, một cái nội dung dạy học mà các thầy cô tổ chức cho học sinh sử dụng để mà ôn tập rèn luyện, thì ngay từ cả lớp 10, đúng không ạ, thì đến lớp học sinh đến lớp 12 của các thầy cô là thành thạo hết ạ, các
các thầy cô cũng lo đâu ạ. Vì vậy cho nên là chúng tôi mới khi mà thiết kế cái sách này ạ, thì chúng tôi mới nghĩ đến cái việc là chúng tôi không đưa ra bộ câu hỏi, đúng không ạ, mà chúng tôi lại xây dựng câu hỏi theo chủ đề, mục đích là tạo điều kiện cho các thầy cô, là các thầy cô có thể cho các con luyện tập và ứng dụng thông qua cái bộ câu hỏi đấy luôn ạ. Và thì như vậy là có mấy cái là các thầy các con sẽ xem là mình đã đạt được hay chưa và tại sao mình đang làm sai, và các từ đó thì các thầy cô cũng có thể gợi ý cho các con để các con làm cho, có nghĩa là đạt được cái yêu cầu cần đạt, các con hiểu hơn để đạt được cái yêu cầu cần đạt. Và cái thứ hai nữa là các con đã làm quen với cái dạng đấy rồi, đúng không ạ, thì đến cái lúc mà các thầy cô ôn tập nó rất nhàn ạ. Chứ còn nếu như mà chúng ta lại chỉ tập trung vào xây dựng những cái câu hỏi này và đến lúc thi rồi bắt đầu chúng ta mới tổ chức ôn tập thì quả là rất khó khăn đối với các thầy con, đối với các con. Cho nên là cái yêu cầu của cái việc dạy học phát triển năng lực cũng như là các thầy cô thấy là cái công văn chỉ đạo trong những năm gần đây về kiểm tra đánh giá đều là tăng cường đánh giá thường xuyên. Và vì sao khi dạy học phát triển năng lực ấy, thì các con phải được vận dụng và luyện tập chứ ạ, đúng không ạ, các con phải luyện tập, các con phải vận dụng thì các con mới lại có năng lực được. Chứ nếu như chúng ta cứ cho các con chiếm lĩnh tri thức xong mà các con không vận hành kết nối các cái tri thức đó vào thì như vậy là chúng ta chưa dạy học phát triển năng lực và các con lại cũng không có năng lực, đúng không ạ? Cho nên rất mong các thầy các cô là trong quá trình giảng dạy thì chúng ta tăng cường đánh giá thường xuyên và bằng cách là các thầy cô có thể sử dụng thiết kế các câu hỏi và bài tập hoặc các thầy cô có thể sử dụng cho học sinh ngay từ trong cái mỗi một cái chủ đề dạy học, đúng không ạ? Thì để cho các con luyện tập dần, các con vận dụng được kiến thức kỹ năng mà các con luyện tập và các thầy cô hỗ trợ cho các con để các con có thể nhìn thấy các con là các con đang ở đâu để hỗ trợ cho các con hoặc là điều chỉnh cái giảng dạy của mình cho nó phù hợp với các con, thì như vậy là học sinh của chúng ta sẽ đạt được yêu cầu.